Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên thì Hoàng xin kính chúc toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe là quay A đời xương cá nha. Em đời xương cá thì quay A này đời 2006 nha. Máy móc thì nguyên zin. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay chung quanh một vòng cho cả nhà mình xem về hình thức chiếc xe này, xong rồi mình sẽ vô quay chi tiết từng món đồ trên xe. Xe này đã làm những gì ha. Thì thông báo với cả nhà mình luôn, thì xe này là bộ áo là được thay mới ha, zin hãng luôn nha. Áo của em là thay mới zin hãng luôn, cho nên là cũng còn rất là đẹp nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Bộ áo cũ nói chung cũng có hơi xuống màu, cũng có chày xước, cho nên là khách đã thay mới zin hãng luôn nha. Cho nên là cô chú anh chị em mình cứ yên tâm ha, bộ áo này đẹp đó, không có lỗi lầm gì hết. Còn về phần máy móc thì Hoàng cũng đã xem ha, máy thì đầu nồi là chưa chạm, bao zin luôn cho cả nhà mình ha. Rồi xe mình sẽ vô quay chi tiết cho cô chú anh chị em mình ha. Thì bây giờ là cái bộ áo là mình khỏi chê, giá đèn đồ nha, đồ là mới hết này ha, full mới hết rồi đó. Giờ mình sẽ xuống cái phần bánh trước ha, phần dàn chân thì phuộc với đùm nè là nước sơn zin ha, chưa có giảm cốt gì hết. Dành thì dành Goshi đó. Ốc bán thì nói chung là cũng còn màu ha cả nhà, không có gỉ sét nha. Vỏ trước thì mới thay đó, vỏ gai còn rất là gai gió nè ha, vỏ mới luôn. Rồi đây là phần bên má thắng nè, phuộc cũng có bông sơn nổ nha đó. Dàn chân là chưa giảm cốt gì hết cả nhà. Rồi bây giờ tiếp theo là trên phần đầu máy ha. Máy thì sạch sẽ nha, không có xì nhớt nhau gì hết. Máy là bao zin, đầu chưa chạm, đầu nồi luôn là chưa chạm. Bốn ốc cũng rất là khá đẹp, cũng còn màu, gòn zin được còn hết. Rồi tiếp theo là cái phần lốc vô lăng đu cá cũng chưa giảm cốt luôn, nói chung cũng có hơi bong bong sơn trên này nha. Đó, nhưng mà được cái cũng còn khá ha cả nhà, không nên nói là quá xấu, bong nhẹ thôi, mấy một vài chỗ thôi. Mấy xe này đời này đi cũng rất là bền cả nhà, máy rất là ấm chắc. Rồi hộp xích nè, phuộc sau là phuộc phiêu chờ một zin hãng nha. Dành sau cũng là dành Goshi luôn nha, không có một lũng gì hết nha. Dành trước sau là không có một lũng gì hết nha cả nhà. Biển số An Giang 4 số ha. Rồi đây là cái bô ha, bô này bô theo xe nhưng có thay cổ inox nha. Bô không có một lũng nha cả nhà, bô còn sáng đẹp, không có một lũng gì hết. Phần má tháng sau thì nó có hai bông sơn xíu, nhưng mà đầm má đồ nước sơn zin hết, gấp đồ cũng vậy. Đây có kem sức đề luôn nè, trên gấp luôn ha. Rồi đây là cái phần lốc nồi ha, lốc nồi thì cũng vẫn là nước sơn zin chưa giảm cốt hết nha cả nhà. Thì nồi này là bao zin nha, đồ chưa chạm chưa làm gì hết nha. Đó, để Hoàng mở đèn lên cho cả nhà mình xem ha. Nó ốc cốt cho máy rồi ha. Sườn không có một lũng gì hết nha chú bác anh chị em. Đây cốt vô đạp nè, quay cốt vô đạp ha. Cái phần trên của cây cốt á. Giờ này bật đèn pin cho cả nhà mình thấy rõ luôn. Chỉ giờ này hơi chiều quá, cho nên nó hơi tối nha. Ốc chỉnh nồi rồi không, cũng không có dấu cạnh gì hết nha. Nồi lên ga xuống gì cũng còn quấy nhịp trả nha. Rồi. Đây bình xăng con nha. Bình xăng zin của xe luôn. Quay lên là cái phần đầu máy lại đi, gõ đèn cho quay. Hồi nãy thì mình quay nó cũng hơi còn tối xíu chứ không thấy rõ. Đó, phần đầu máy, bốn ốc đầu máy ha. Ốc là không có dấu cạnh hết nha, gòn là còn hết nha cả nhà. Đó. Giờ phần máy móc là bao zin, đầu nồi chưa chạm. Rồi mình tiếp theo là trên phần đồng hồ nè. Đó, đồng hồ cũng còn đẹp ha. Nút rồi còn chữ hết nha. Đó, máy công tắc rồi là còn chữ còn màu hết. Kim xăng, kim km hoạt động bình thường nha.
Rồi, đây là bên trong thùng xăng lớn nha. Này cũng vẫn là nước xăng zin luôn, chưa giảm cốt gì hết. Thùng xăng sạch sẽ đẹp. Đó. Xe này có chứng minh ngay chủ nha cô chú anh chị em, có chứng minh photo ngay chủ nha. Cô chú anh chị em mình mua thì muốn để gì xài cũng được, muốn rút hồ sơ sang tên gì cũng được. Đó, yên cũng theo xe luôn, còn đát còn lấy đàng hoàng. Quay nha. Đời 2006, tem xương cá. Rồi để bây giờ Hoàng sẽ quét tiếng máy cho cả nhà mình nghe luôn ha. Quân chức năng đề đèn càng đầy đủ nha. Máy rất là im chắc, không khói, không kêu, không hú gì hết nha. Đó, máy đang nổ rồi cả nhà. Đó, để cho anh guarantee cho cô chú anh chị em mình nghe luôn ha. Mấy cái đời mà quay 206, 207 quay ớt chậm với mấy đời tem xương cá rồi quay gớt rồi ha, thì cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu sử dụng rồi á là mình biết ha, tình trạng xe là rất là bền, rất là chắc, máy rất là im ha. Đó, im hơn mấy cái dòng đời mới luôn. Rồi để tắt máy nói chuyện dễ ha. Thì chiếc này Hoàng bán giá là 13.500.000 ha. Nói chung cũng có bớt chút đỉnh cho cô chú bác anh chị em mình ở xa. Còn cô chú anh chị em mình ở gần tiệm cửa hàng của Hoàng thì đến xem xe trực tiếp ha. Rồi cửa hàng của Hoàng thì gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Xe này là máy bao zin đầu nào chưa gớt, dàn chân chưa giảm cốt, áo theo xe. Ủa lộn, xin lỗi, áo thay mới. Nói nhanh quá, cả nhà mình thông cảm nha. Áo đã thay mới. Đó, rồi cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ Hoàng qua số điện thoại là 0974735753 ha. Rồi thôi tối rồi, Hoàng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị em mình, hẹn gặp cô chú anh chị em mình ở video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.